Hello, xin chào mấy anh em quay lại với kênh Vitdance Gaming nha. Ok, thì hôm nay mình lại tiếp tục có một cái trận này đang chơi, đó là loại TF nè. Đầu tiên thì mới vô mình có 4 con Kayle. Thì thôi đó, mình chắc mình chơi nó luôn đi. Kayle đồ tể đi, chứ Kayle mà chơi Demacia thì mình chơi nhiều lắm rồi. Ok, thì đầu game á, thì mình sẽ tích vàng một xíu ha, để cho nó nhanh lên level 5. Mình sẽ không up cấp, để đó là lên luôn. Và cái loại TF này nó lại cho mình kết tầm ra được 2 cái cuồng đao rồi nha mọi người. Đúng hai trang bị chuẩn của Kayle rồi, thì giờ mình để thôi thôi. Ôi, thì gặp mấy nhà đầu này họ up lên level 4 mạnh quá, thì chắc mình đánh chịu thua luôn đi ha. Thì cố gắng để tích lợi tức lên 10 vàng, lên 20 vàng, 30 vàng, 50 vàng. Ở tầm ra 3.3, 3.2 thì mình roll để mình kiếm Kayle thì ok rồi. Chứ còn Kayle nó lên 3 sao thôi, thì mình sẽ đợi vàng đó mình up lên. Mình có thể mình sẽ chơi level 9 luôn. Tại vì khi mình đánh Kayle đồ tể á, mình không cần roll nhiều đâu. Chỉ tại vì ví dụ như mình đánh Kayle mà Demacia lấy Poppy, lấy Maokai gì đó, thì để cho nó tăng sớm á, thì mình roll mạnh để mình kiếm mấy con đó luôn. Nhưng mà mình không cần ha, mình đánh Kayle đồ tể cho nên mình sẽ đánh ở level 9. Rồi chỉ cần mà đủ móc điều kiện là Kayle nó lên level 3, Kayle 3 sao thì mình sẽ giữ vàng mà mình chơi luôn level 9 nha. Nó tại vì lúc khi đó ở level 9 thì Kayle nó sẽ kích hoạt móc 3 của nó. Nó sẽ rất là mạnh. Rồi, tại vì có cái TF cho nên mình lấy luôn con Sona nha. Tướng nó quan trọng hơn. Đồ thì nó sẽ random lại. Rồi, giờ mình bỏ vào mình sẽ tích được 20 vàng nè. Bán gì đi có 20 vàng. Kích hoạt 3 Demacia đúng chưa? Quá là thơm luôn. Nhà này chơi gì ạ? Ôi nhà này cũng thường thôi. Bóng đêm dưới thách đấu hả? Nhà này chắc tí hả? Cũng chơi thách đấu. Rezi chính có thể là con Kalita, tại vì mình đang thấy kết tầm đồ cho Kalita rồi. Vẫn không roll lên level 5 nha mọi người, vẫn không up level lên nha. Thì mình để tiếp phục vàng đi, tích 30 tiền tiếp. Đó, để sau khi rau đá bắt đầu nó có thể lên tới 40 tiền. Sau rau đá lên 50 tiền. Thì mình sẽ roll để mình kiếm con Kayle 3 sao sớm nha. Hồi nãy đen cái ván kia quá. Nó thua luôn cũng được, mình đem đi nó win mất. Thì nó thua luôn thì mình có được cái chuỗi thua á. Đang thua 3 game rồi gặp ông kia có win luôn. Rồi cái này chắc mình sẽ sắp đội hình qua bên tay phải tí. Dù 4 chép vẫn cân được nha. Thì Kayle 2 sao nè, con Vego 2 nè, nó có Sona nữa, bích thêm tí tốc độ nữa thì ok đó, win được. Đó, mình sắp ra là mình đánh một con trước, xong rồi nó sẽ tới hai con còn lại. Nó sắp như này đánh đó, mình sẽ lợi dụng được cái này để mà mình tích vàng. Chứ ví dụ như mình lên mất 4 vàng lên một cấp nữa thì nó bị tụt mất cái lợi tức 40 vàng của mình. Đó. Rồi ra 3.1 mình đã có được 50 vàng rồi nè. Đấy. Rồi ở rau sau mình sẽ bắt đầu là nó sẽ lên một rau sau mình sẽ roll luôn nha. Ở level 5 thì vẫn còn 45% là ra tỷ lệ tướng 1 tiền ha, roll luôn cũng được. Rồi mình sẽ bỏ luôn cho ít đồ cho con Poppy để cho nó chút dịu xíu. Hôm nay gì đây? Hôm nay đánh Noxus hả? Cũng chưa biết nữa, ổng có lít nữa, có khi ổng đánh phù thủy hạt Demacia cũng nên. Thì cái phong bài này của mình sẽ đánh 5 đồ tể nha. Nếu mà hơn nữa thì nó có thêm ấn đồ tể nữa, mình chơi 6 đồ tể luôn. Kayle ghê giờ, quạt ghê giờ, hay quá. Thua 2 chép cũng được. Ôi, động lực cuối cùng Trời ơi, đúng luôn. Nhiệm vụ mình bây giờ của mình á, chỉ cho Kayle lên 3 sao sớm rồi tích vàng. Tuấn thua luôn cũng được, mình đâu có cần win làm gì đâu, mình thua là mình sẽ nhận được 80 SP và 40 vàng nữa. Đúng nè. Bán đi, vẫn phải tích lại 50 tiền. Đó, để roll Kayle lên 3 từ một xíu cũng được. Mình đang cứ đánh từ, mình thua, mình đâu có cần phải win đâu. Tại vì cái động lực cuối cùng này nó sẽ cho mình 80 SP và 40 vàng, lúc đó mình sẽ lên level 9 và Kayle lúc đó nó sẽ tỏa sáng luôn. Ồ, quá là hợp lý. Hôm nay lên level 7 sớm nè, không có cái lỗi của Son đó. Lên level 9 sớm. Ơ nhưng mà nó win rồi, không yếu quá vậy. Trời ơi, đang đánh tôi thua mà bạn. Ai gì đây, ông này ghê vậy, chơi can trường là 6 can trường rồi, ông đánh 6 can trường nè, ghê đó, quá là ghê gớm cho bạn. Ê, 6 can trường, nếu như 6 can trường ông đánh ông kẹp con AF cũng đẹp. Thôi lên lết luôn đi, tướng 4 vàng, có 4 vàng, nếu được thì bỏ vô cái Demacia mà gột mà thôi, mình cũng đâu cần đếm máu đâu. Mình đang chơi thua mà, thua càng nhiều càng sớm càng tốt để cho nó nhanh lên level 9. Thì cái lỗi mà động lực cuối cùng này ở bậc 2 như thế này á, thì mình thua đi, cứ thua đi, có nhiều người chơi có thể bán hết tướng luôn. Ê chà, ngon ngon. Ông đi đây rồi, hôm nay ông chơi gì vậy? Chơi thách đấu rồi, có một anh thách đấu. Thách đấu này bạn đi chơi nếu mà đẹp nữa. Thách đấu Ionia cũng được. Đúng rồi, thua mình cần thua. Hồi nãy thì win ông kia, ông level 7 mà mình level 5 mà ông win, ông hay thiệt. Kayle đi, Kayle đi. Còn một con Kayle nữa thôi. Được, được. Tính ra là cái game này mình dễ lên nè. Con từ cũng lên được Kayle 3. Lên Kayle 3 là hết nhiệm vụ của mình rồi. Rồi cứ để đó thôi. Tích vàng, sau rồi là lên level 9. Bỏ tướng đồ tể vào. 5 đồ tể. Nó đẹp luôn. Đó. Trời ơi, không cần rôn mà nó cũng ra. Hay chưa? Thôi. Mình tính kiếm con Poppy lên 3 đi. Để tí nữa có gì bỏ có thể chơi. Tại vì mình có con Kalista nữa, bỏ 3 giấc đồ nữa cho con Poppy 4 sao nó tăng. Ra thì chơi, không ra thôi chứ giờ sao. Vì mình đánh chính vẫn là đánh 5 đồ tể, mà 5 đồ tể tí nữa đội hình của mình được con Aatrox nó counter tốt á. Hiện tại con tướng 5 vàng mà chơi đồ tể này mình thấy con Aatrox chứ con Gwen á, hai con mà nó counter y bài luôn. Vàng lại phía sau á, nó mút đội hình của bạn đẹp luôn. Counter Rezi của bên địch. Tích thương 50 tiền này. Đó, bây giờ mình còn 40 máu hả? Còn thua được hình như 3 gián nữa. 3 gián thua nữa. Rồi coi Kayle quạt thế này. Quạt. Ghê. Quạt. Ôi, có khi nào win không trời? Xiềng xích kháng ma hả? Quá sò ma ám hả? Nhẹ gánh. Ôi lấy xiềng xích đi. Thì cây le mình cũng có khi là đâm chính mà. Trời. Ghê. Ghê. Đúng rồi, cứ thua đi, mình đang cần thua mà. Thua 5 mà. Thua bao nhiêu cũng được hết á. Rồi, mình đang lắp đồ cho con The Gwen thẳng trước nha. Để tí nữa nó ra The Gwen thì mình chỉ việc bỏ đồ vô nó thôi. Cái chà, ông này ghê thiệt ha. Trầm máu nãy giờ kìa. Thì cái xiên xích kháng ma này nếu như mà con tướng bên kia là no search thì nó sẽ ít 2% sát thương lên, nó 20% luôn á, cộng 20% nữa. Cứ thua đi, cứ thua đi, vì đời đang cho phép thua mà. 7 máu còn thua game nữa. Ồ, thua hết. Aatrox, lấy Aatrox đi. Ngon. Giờ mình lấy Aatrox đúng không? Tí nữa có điều quen nữa là bỏ vô, đó là có con Z phía sau nữa, quất vô 5 đồ tể liền. Có bóng đêm, có 2 can trường mà, có tăng phụ rồi lo cái gì đó. Ok luôn, ok le. Rồi chắc chắn này thua ông này luôn rồi đó, ổng cái phù thủy mạnh quá mà. Chơi con Swan phù thủy nhưng mà chưa lên được 3 sao. Quá ghê. Rồi ok. Có hơn 100 tiền. Với cái kinh nghiệm này chắc đủ lên level 9 á. Đó. Đủ lên. 100 tiền. Lên level 9 luôn nha mọi người đó. Rồi. Đẹp. Ôi. Quên. Mình không lấy con hay mơ rồi. Ôi vừa quen nè. Rồi. Bớ đồ vậy vừa quen luôn. Có rồi luôn. Nó 5 đồ tệ đúng phong bài luôn. Đúng chưa? Ờ nó đang dư bóng đêm này. Tí nữa mình bỏ một con tăng hoặc là con hay mơ. Con Hammer mà mình chơi ù súng nó cái thu nhỏ đó hay á, nó thu nhỏ lại là con bên kia nó mất hết giáp luôn. Trời ơi con Kayle nó lên level 9 nó hoạt phê lắm nha, giỡn đâu. Nó bỏ đi với dư một bóng đêm rồi. Rồi sắp lại đội hình tí nó chà dữ dằn à. Gì đây? Từ từ thôi. Ấy chà, sai rồi luôn à. Cái sự level 9 này á, ra tao tướng 5 vàng nhiều lắm nha. Tỷ lệ tướng 5 vàng nó 16% rồi. Ấy chà. Nếu mà nó ra con Aatrox hay là con Gwen nữa thì thơm. Map này, map Surima này mà đánh con Rai cũng ok lắm nè. Thôi mình để từ từ đi. Ấy cha ông này chơi cái gì đồ tệ bóng đêm mà. Chê. Rồi một này dở đi. buổi chiều thôi. Rồi. Giỡn má. Tự nhiên cho con Saiyan luôn. Saiyan 2 sao. Ok, bỏ vô để chơi đi. Ông này chơi 8 thách đấu luôn, ghê thiệt. 8 thách đấu tôi coi đánh lại nên game bài mình không 5 đồ tệ không. Trời ơi. Chị. Đó, cây lên nó xịt kìa. Chị. Ghê chưa. 6 cây máy đam. Poppy level 9 mà roll ra tướng một vàng y như là hiếm lắm á, nhàn tỷ lệ nó 9% á. Đúng không? Khá thú vị, level 9 mà roll ra tướng một vàng. Hàng hiếm. Ai cha ông này ghê vậy. Can trường mà ông chơi con Rezi là con Samira, kẹp thêm con Kalita. Đó, trời ơi, Kayle nó quạt kìa. Phê chứ kìa. 10k đam hơn. Đó, thấy chưa? Cái đánh vô mấy con tướng no shot á, nó nhảy đam mình ghê lắm. Hay mơ đi. Hay mơ kích ba dốc đồ. Đúng không? Đúng rồi, hay mơ kích ba dốc đồ được nè. Ron thử coi nó sao. Mất dáng. Ông này gì vậy? Ông này chơi xấu con thủy hồi nãy nè. Trời ơi. Siêu quan phù thủy đồ ghê quá. Gặp mình thì chắc đi với làm gì. Đi. Ông chơi ý. Quả chứ kìa. 9% mà nó ra con 9% mà nó ra con Poppy 1 sao rồi mọi người. Ôi. Mình quên lấy cái cổ máy. Thu nhỏ. Đấy. Thu nhỏ nữa. Trời ơi, 9% mà ra nãy giờ 2 con Poppy rồi đó, đúng rồi. Không biết là hên hay là đen nữa. Rồi xong, 2 cái thu nhỏ, 1 cái sửa chữa. Bỏ lên luôn. Bỏ giữa đồ hình. Nó lát con Kalista kìa. Rồi xong. Ở giữa đồ hình này nó thu nhỏ con tăng cơ lại thì ở hàng sau nó xả, nó rút máu lẹ lắm. Thì mọi người cứ cũng có hay xem những cái clip kênh của mình đó, mà không có subscribe hay là đăng ký hay là like comment cái gì hết, buồn quá mọi người. Comment nói chuyện gì cho vui, trao đổi qua ha, muốn làm gì thì nhắn mình nha. Ghen đầu tạc luôn cho Sona. Nón. Ê chà. Tính ra không biết là đen hay là hên mà Ron ra toàn cái gì đâu không mà. 1 tướng 1 sao nữa mới ghê chứ. Gặp ông top 1 hả? Ông top 1 ông đánh 6 can trường. Phải không thiệt? 6 can trường đam Rezi của ổng là con ha, Samira. Đó. Rồi con Kayle, trời ơi. Cái gì khổng lồ nó chém kìa. Chém kìa. Trời ơi nó quạt. Phê kìa. Cái đen nghĩ ta. Lên Aatrox 3 sao đi cho đẹp. Ông này pháp sư không là gì với mình hết, đưa ông đi sớm luôn. Mình thấy cái bài này Kayle spam đi đấu rank á, auto vào top nha. Nhưng mà đánh nó cứ cày, nếu mà mọi người chơi leo rank cứ một bài mà cày thôi thì dễ vô top lắm. Mà chơi vậy thấy nó chán, nó không thú vị đúng không? Mình thì mình đổi lâu này, mình đổi mấy cái content gì là chơi thử. Yếu rồi. Đó, trời ơi, Yasuo mà có luôn cái đồ tể của ghê, nó cho ấn cho mình nó phê lắm á. Trời ơi, ông đi rồi. Thiệt khi mà chơi con Kayle này lên cấp 9 nó quá sức mạnh rồi. Nó như con tướng 5 vàng nha mọi người. Phê quá. Nó xịt đi á. Anh lẽ lấy tiếp bóc đồ. Ôi, còn 3 con nữa. Cái trà hồng ra. Cho con gì đây? Maokai đi. Ôi giờ còn 2 nhà với nhau à. Chỉ cần mình né cái con Maokai Sante đi, cho nó đá con nào ở giữa được. Còn lại là bên kia mình luộc hết chứ gì đâu sợ. Ổng 2 nhà 3 sao á. Rồi. Ồ, Yasuo nữa hả? Lâm le lên gì ghê vậy? Bây giờ bạn lên Kalista 3 thì mình cũng không ngán đâu. Đồ bạn như thế này chán lắm. Bạn thay cây huyết kiếm kia bằng cây cuồng đao thì được. Không lại đâu, mình có con Hammer nó thu nhỏ rồi mà. Đó, mới nói Hammer ra Hammer. Gwen còn chưa lên 2 sao nữa, ống bắt đi 3 con ha rồi kìa. À, đang bán, thấy thua dữ quá, bán đổi bài hả? Lên luôn con Kalita 3 sao. Giờ Kalita 4 sao cũng thua với 3 sao làm gì? Đội hình này tuy rằng bạn 6 can trường rất là trâu đúng không? Nhưng mà bạn nhìn xem mình 5 đồ tể bào kìa. Con Aatrox 2 sao cầm 3 trang bị khủng. Kayle 3 sao cầm 3 trang bị khủng. Có thêm Hammer nữa. Giáp bạn bao nhiêu thu nhỏ lại là mất hết. Thấy chưa? Bành. Trời ơi. Kalita làm gì? Rồi tướng 3 vàng mà đánh thua tướng 1 vàng. Tụi thân nhiều máu ghê thiệt luôn. Nãy giờ bạo mình nghĩ mình 11 trận thắng liên tục nữa. Ổng 16 máu hả? Hết cái rau này là ổng rụng nụ luôn rồi chứ đánh gì nữa. Thì đó mọi người thấy đi. Trên kênh của mình thì hình như mình làm cũng khoảng là 4 hay 5 clip về con Kayle này rồi đó. Thực sự nó rất là bá nha mọi người. Chứ không phải đơn giản mà mình hay chơi nó đâu. Thật sự nếu như mọi người farm spam cái bài này mà đi leo rank á, thì auto vào top á. Thấy chưa? Đen nhờ. Ôi, phải lên Poppy 3 mới ghê chứ. Rồi. Ông đỡ con cây Sante đối diện, mình đổ qua một tí. Chứ không rủi đá đi cũng mất còn mấy con tanker đó. Rồi quạt nè. Đá gì ông đá con Clash hả? Clash. Ui trời má, nó thu nhỏ con Maokai lại kìa, quạt kìa. Nó lại là mình thịt thôi. Rồi xong. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video nha. Hãy ủng hộ mình nút đăng ký. Có ý kiến gì để lại với comment nha. Một like, một share nếu như mà thấy video này hấp dẫn nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người. Có yêu cầu gì để lại với comment mình luôn nha. Ok, bye bye.